trưa ngày 5 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Long Xuyên tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Văn Tý, sinh năm 1982, ngụ tổ 14, khóm Trung Hưng, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, thu giữ số lượng lớn ma túy đá, một khẩu súng và nhiều dao kiếm các loại. Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 4 tháng 1, trên đường Nguyễn Hoàng, thuộc tổ 14, khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, đội đặc nhiệm Công an thành phố Long Xuyên phát hiện Lê Văn Tý điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 52B5-9401 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra phương tiện. Theo đó, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ trên người Tý một bịch ma túy đá, trên 59 triệu đồng, 4 miếng kim loại màu vàng và nhiều ngoại tệ các loại. Lấy lời khai nhanh đối tượng, trưa ngày 5 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Long Xuyên tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Tý tại tổ 14 khóm Trung Hưng, phường Mỹ Thới. Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục thu giữ khoảng 400 gram ma túy đá, một bọc cần sa khô, một khẩu súng bắn bi, cùng nhiều dao kiếm, dụng cụ dùng để sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy.